Vietnam has undergone a remarkable transformation in sustainable agricultural productivity in recent years. One of the most important factors has been the contribution of new plant varieties. Thanks to the introduction of a plant variety protection system, the private sector now invests in R&D and supplies farmers with good quality seed of a range of high-performing varieties. This provides farmers with better incomes and results in better food quality and choices for consumers. Tôi tên là Trịnh Thị Liễu. Tôi ở thuộc về xóm 5, xã Tân Dân, huyện Quế Châu, tỉnh Hưng Yên. Tôi đang có 6 sảng ruộng và tôi chỉ chuyên về trồng lúa thôi ạ. So với 15 năm trước ấy, thì tôi chỉ có cấy 2 giống, nhưng mà thì hiện giờ chúng tôi đang cấy là 6 đến 7 giống. Tất nhiên làm ruộng ấy thì cũng có rất là nhiều giống, nhưng mà tôi đã chọn giống của Vinasip thì tôi cảm thấy như là nó có 3 ưu điểm rất là nổi trội. Ví dụ như thứ nhất là nó giống nó rất là tốt. Cái thứ hai nữa là kháng sâu bệnh rất là tốt. Cái thứ ba nữa là cái gạo nó đạt rất là đạt và chất lượng cơm rất là ngon ạ. Đã cho những các cái cán bộ kỹ thuật xuống kiểm tra đồng ruộng của chúng tôi để nắm bắt các cái sâu bệnh rất là kịp thời. Thế nên là khi mà đã nắm bệnh kịp thời thì chúng tôi là phun ấy thì nó rất là an toàn và rất là hiệu quả. Thế nên là cái năng suất đó nó càng đẩy lên cao. Việc nghiên cứu chọn tạo giống của chúng tôi là căn cứ vào nhu cầu thị trường. Trên cơ sở đó chúng tôi đã tạo ra giống mới đã đáp ứng được nhu cầu thị trường. Vì vậy đã tạo điều kiện thuận lợi cho người nông dân được tăng cái sự lựa chọn trong việc chọn giống mới. Vietnam recognized that it needed to provide incentives to encourage investment in the development of new varieties of plants and decided to introduce a system of plant variety protection according to the UPOV Convention. Vietnam became a member of UPOV in 2006. The UPOV system encourages plant breeding by granting breeders of new plant varieties an intellectual property right. The breeder's right. This allows plant breeders to use licenses to control the quality of seed production of their varieties. What changes have been seen in terms of the type of plant breeders? Trước khi mà Việt Nam tham gia UPOV thì hầu như là không có cái tác giả nào từ cái thành phần tư nhân, mà hầu hết chỉ là các cái tác giả của các viện và trường. Và từ khi mà Việt Nam tham gia UPOV ấy, và cho đến đặc biệt là những năm gần đây thì rất đa dạng. Từ những cá nhân, những tổ hợp tác và thậm chí là những cá nhân thì gồm cả nông dân và tác giả là nghiên cứu viên ở các viện thì sau khi nghỉ hưu người ta vẫn tiếp tục làm. Thứ hai nữa là cái đầu tư vào nghiên cứu phát triển từ cái thành phần tư nhân, khu vực tư nhân ấy, nó cũng phát triển mạnh. Và những năm gần đây thì rất nhiều cái công ty hoặc những cái tập đoàn người ta đã có những cái trung tâm nghiên cứu phát triển thậm chí là còn hơn cả của nhà nước. Since joining UPOV in 2006, investment in research and development in the Vinaseed has nearly doubled to $1.7 million by 2022, compared to the 10-year average since before 2006. Việc Việt Nam tham gia vào cái bảo hộ giống cây trồng UPOV thì công ty chúng tôi rất tự tin trong việc công tác đầu tư cho công tác chọn tạo giống vì nó đảm bảo cái quyền cũng như là tác giả cũng như là tránh được vi phạm bản quyền của các giống của chúng tôi tạo ra. Bảo hộ giống cây trồng có một số tác động như sau là cải thiện được cái chất lượng giống so với hơn trước kia. Cái thứ hai nữa là thay đổi được cái tư duy của người sản xuất giống. Trước kia người ta thường mua một lần và sử dụng nhiều lần. Nhưng bây giờ người ta thay đổi bằng cách là mua giống hàng vụ. What impact has there been on the use of new varieties by farmers since the introduction of PVP? Những cái giống mới mà được bảo hộ thì phần lớn là những cái giống mà có năng suất, chất lượng cao và cái khả năng chống chịu với lại sâu bệnh cũng như là điều kiện bất thuận tốt. Chính vì thế mà người nông dân người ta có lợi ích khi mà người ta giảm cái đầu tư chi phí cho sản xuất và cái sản phẩm cuối cùng thì lại bán được giá cao hơn. Về cái hệ thống bảo hộ giống cây trồng theo UPOV thì nó giúp cho nông dân là được mấy cái lợi ích. Thứ nhất là họ được tiếp cận với một cái hệ thống phân phối giống tốt và chất lượng giống đảm bảo. Đồng thời là các cái tư vấn về dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng thì sẽ thuận lợi hơn cho người nông dân. New varieties developed and protected under Vietnam's plant variety protection system have a higher yield and can be sold at a higher price because of their better grain quality.
According to VenaSeed, rice farmers typically have over 40% higher income when growing protected varieties, even though the cost of the seed is higher. Farmers always have the option to grow unprotected varieties, but VenaSeed's experience is that most farmers prefer to grow protected varieties because of the improved income and profitability. Cảm thấy là con cái học hành nó sẽ tốt hơn và kinh tế gia đình nó sẽ đi lên nhiều hơn và sắm sửa chắc là nó cũng thoải mái hơn. Cái nghề nông nghiệp này thì thực tế ra là cũng rất là nhiều người yêu thích. Nên là chung quanh đây cũng rất là nhiều người vẫn đang làm giống đây thôi. Các công ty cũng có, thế nhưng mà người ta vẫn cứ theo cái nghề nông là chủ yếu.